Trong tháng 6 này, đơn vị phát triển dự án Vinaliving, công ty thành viên trực thuộc Vina Capital sẽ đưa ra thị trường một cái dòng sản phẩm về nhà phố liền kề cũng như là biệt thự đơn lập và song lập tại Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy vị trí của Phú Mỹ Estate ở vị trí như thế nào? Thì trong video này Kim sẽ hướng dẫn một cái cụ thể về cái trục đường di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến dự án Phú Mỹ Estate để cho anh chị nắm cụ thể về vị trí nha. Xin mời. Địa điểm Kim xuất phát đó là công ty Đông Tây Property nằm ở E1 khu An Phú New City. Thời gian dự kiến đến Phú Mỹ Estate đó là khoảng 1 tiếng 10 phút. Và lộ trình dự kiến của Kim là sẽ đi theo cao tốc Long Thành Dầu Dây, rẽ phải Vũ Lộ 51 và đi đến trục Mỹ Xuân, Ngãi Giao và rẽ trái và đi thẳng đến dự án Phú Mỹ Estate. Hiện tại Kim đang trên trục đường Hiển Hoàng để rẽ phải vào trục đường song hành của đại lộ Võ Nguyên Giáp và tiến vào trục đường Mai Chí Thọ để đi vào cao tốc Long Thành Dầu Dây. Hiện tại mình đang di chuyển trên trục đường Mai Chí Thọ, trước mắt anh chị đó là nút giao thông An Phú, điểm đầu của cao tốc Long Thành Dầu Dây. Hiện tại tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây với quy mô là 4 làn đường, dự kiến sẽ được mở rộng từ thành 6 đến 8 làn đường và độ mở rộng sẽ kéo dài từ nút giao thông An Phú đến nút giao thông cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trước mắt anh chị đó là cái nút giao thông giữa vành đai 3 với nút cao tốc Long Thành Dầu Dây, hiện tại tiến độ cũng đang được đẩy rất là nhanh, dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm cuối năm 2025 đầu năm 2026. Hiện tại phía xa kia đó là cầu Nhân Trạch thuộc thành phần của trục đường vành đai 3, hiện tại tiến độ dự án cũng đã đạt được khoảng 60-70%. Trước mắt anh chị đó là trạm thu phí, thì qua trạm thu phí chúng ta sẽ tiến lên cầu Long Thành và qua cầu Long Thành là chúng ta sẽ đến địa phận của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trước mắt anh chị đó là nút giao của quốc lộ 51 với cao tốc Long Thành Dầu Dây, tại đây chúng ta sẽ rẽ phải vào quốc lộ 51 hướng về Phú Mỹ. Thì từ nút giao này anh chị tiếp tục rẽ phải để di chuyển theo quốc lộ 51, di chuyển tầm khoảng hơn 20 cây số nữa thì chúng ta sẽ đến cái ngã rẽ vào đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao. Cái đặc điểm anh chị nhận dạng ngã ba giữa quốc lộ 51 với Mỹ Xuân, Ngãi Giao đó là bên tay phải đó là ủy ban phường Mỹ Xuân, còn bên tay trái thì anh chị sẽ thấy đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao, điểm nhấn đó là cái cửa hàng Thế Giới Di Động. Ngoài ra thì anh chị có thể di chuyển thêm một cái trục đường nữa trước cái ngã ba quẹo vào Mỹ Xuân, Ngãi Giao, thì anh chị có thể là rẽ vào cái trục đường B1 đi thẳng vào khu công nghiệp trên cái video Kim đang đi, với cái điểm nhấn đó là cái cửa hàng Bách Hóa Xanh, thì anh chị chạy thẳng vào đụng cổng khu công nghiệp, anh chị tiếp tục quẹo phải để đi ngược ra lại đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao. Trục đường này thì hiện tại nó rất là thoáng và anh chị có thể là rất là thuận tiện di chuyển. Đó, trước mắt anh chị đó là trục đường B1, đó trục đường này nó rất là rộng rãi, thì trước mắt đó là sẽ là đầu cổng khu công nghiệp, thì tại vị trí này anh chị tiếp tục rẽ phải và di chuyển chạy thẳng ra tầm khoảng hơn 500m là chúng ta sẽ đến đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao. Thì đây là một trong những cái option anh chị có thể lựa chọn đi theo cái trục đường này để cho thuận tiện di chuyển. Còn đây là cái trục đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao, mình rẽ phải vào và tiếp tục di chuyển về phường Hắc Dịch với chiều dài đoạn đường dài tầm khoảng 7 cây số. Và trên trục đường này chúng ta sẽ có một cái điểm nhấn về hạ tầng, đó là cái nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao. Đó, thì đây là cái hình ảnh của cái nút giao. Rồi trước mắt anh chị đó là ngã ba của đường Bình Giã với đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao. Tại đây anh chị có hai phương án lựa chọn. Thứ nhất, anh chị có thể tiếp tục di chuyển theo đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao để đến ngã tư Hắc Dịch - Tóc Tiên và anh chị rẽ phải vào. Còn không thì anh chị sẽ tiếp tục đi theo cái đường của Kiên đang đi, đó là đường Bình Giã, để đi thẳng vào trung tâm của phường Hắc Dịch. Hiện tại Kiên đang đi trên đường Bình Giã, đây là trung tâm hành chính của phường Hắc Dịch. Thì tại khu vực này thì nó đầy đủ những cái tiện ích, ví dụ như là ủy ban phường Hắc Dịch, những cái siêu thị Bách Hóa Xanh, ngân hàng Agribank, phòng công chứng, cũng như là chợ Hắc Dịch và các trường học trung học tiểu học của phường Hắc Dịch cũng tập trung tại khu vực này. Từ bên này chúng ta sẽ rẽ phải vào đường Hắc Dịch - Tóc Tiên và di chuyển tầm khoảng hơn 300m nữa chúng ta sẽ đến dự án Phú Mỹ Estate. Đối diện dự án Phú Mỹ Estate đó là khu chợ đêm, hiện tại đã đưa vào hoạt động rất là nhộn nhịp vào mỗi buổi tối. Rồi trước mắt anh chị bên tay phải sẽ là khu vực chợ đêm và bên tay trái sẽ là dự án Phú Mỹ Estate. Thì hiện tại đối với cái trục đường Hắc Dịch - Tóc Tiên phía trước dự án là rất là rộng rãi, thì anh chị thấy được trên video của Kim rất là rõ đó. Thì khu vực bên tay phải đây là khu vực chợ đêm đây này, và chúng ta sẽ rẽ trái vào dự án Phú Mỹ Estate tại vị trí này. Rồi xin chào mừng anh chị đến dự án Phú Mỹ Estate. Video này là video Kim hướng dẫn về cái trục đường cũng như là cái lộ trình đi từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh xuống dự án Phú Mỹ Estate. Cảm ơn anh chị đã xem hết video, xin hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo của dự án Phú Mỹ Estate.